Thì gọi là món gì anh? Món này là món gọi là ăn của người, người dân, người dân 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 ở trong Tây Tạng. Bên đây có mực này, mực này, tớt đỏ này, đây ngô này, đây ngô này, giò bò xay này, đấy, đây, ngon lắm. Nghe rất ngửi thơm. Thơm phức này. Rồi đây. Thì nó hấp. Thơm lắm. Nó có thịt mà. Đây có ớt này, có ngô ngọt này. Đấy, rồi là có giò bò thứ này. Đủ các loại luôn. Đấy. Rồi vào đây. Đấy. Đây. Bắt đầu mới hấp. Đâu đấy, hai tiếng đấy. Hấp chín như đi kìa. Ngậy. Thơm nha nhỉ. Đủ hết gia vị mà. Có cả lá, lá dổi, chín hạt tiêu, hành, gừng. Đấy. Đủ hết mà. Đủ gia vị. Đấy, đẹp không? Không có đâu. Khâu. Khâu hả? Ừ. Không có khâu. Chỉ khâu. Chỉ khâu lại. Rồi, đấy nhá. Vậy bắt đầu mình nghe rồi, bắt đầu mình khâu lại nhà này. Khâu hết lại nhà này, hấp. Vâng. Đấy, và chúng ta có món đấy này. Ui. Đấy này. Đã nhỉ. Hai cân này nhỉ. Hai cân. Đấy. Xuống thế. Ok rồi đấy. Rồi chờ lúc chín nhá. Ok.